Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em tiếp tục đến với chương trình chinh phục kỳ thi vào lớp 10 được phát trên kênh VTV Channel. Trong video ngày hôm nay thì giáo xin gửi tới các bạn một bài viết khá là hay. Thầy giáo sưu tầm và qua lại cho em. Hello, thầy xin chào tất cả các em. Chào mừng các em tiếp tục đến với chương trình chinh phục kỳ thi vào lớp 10 được phát trên kênh VTV Channel. Trong video ngày hôm nay, thầy xin gửi tới các bạn một bài viết khá là hay. Nội dung bài viết như sau: cho phương trình x vuông trừ 2 thừa số cho m cộng 3x cộng 2m cộng 5 bằng 0 thì tìm giá trị của m để phương trình này có hai nghiệm phân biệt x1 x2 thỏa mãn hệ thức là x1 bình cộng 3 x2 bình trừ 4 x1 x2 bằng x1 trừ x2. Thì thầy sưu tầm thấy đây là một trong những cái bài viết khá là hay. Thầy sưu tầm và gửi tới các em, rất mong rằng là video sẽ giúp các bạn có những cái kiến thức bổ ích và hỗ trợ chúng ta trong quá trình chinh phục thành công kỳ thi vào lớp 10. Thế thì các cái bước để giải bài toán đi về định lý viết, thì đầu tiên chúng ta phải tìm để phương trình này có hai nghiệm phân biệt. Đề bài yêu cầu là nghiệm phân biệt. Chính như vậy mà chúng ta phải tính được delta hoặc delta phải lớn hơn không em ạ. Thế thì chúng ta theo thầy giáo là chúng ta cứ xác định các cái hệ số cho nó rõ ràng, ta tính toán cho và nó cụ thể. Ta có là hệ số a bằng 1, hệ số a đây bằng 1 và hệ số b bằng trừ 2 em bằng 3 và hệ số c bằng 2 bằng 5. Chính như vậy mà các bạn tính ra được là b phải trừ em bằng 3. Đấy. Do đó là đối với bài này chúng ta sẽ tính delta phải. Delta phải công thức là bằng b phải bình cương trừ đi ac. Đấy. Thì có một số bạn là các bạn tính luôn thay số luôn, nhưng theo thầy giáo là các bạn nên biết công thức vì đây là chúng ta giải phương trình bằng công thức. Đấy. Đấy. Công thức nghiệm. Chính vì vậy mà chúng ta biết công thức thay số là tốt nhất. Công việc chúng ta thay số ở bậc b phải bình đang ở bậc vuông trừ m bằng 3 cả bình phương trừ ac, a là 1, c là 2 m bằng 5. Và các em lưu ý rằng là khi bình phương thì cái dấu trừ này mất và chỉ còn là m bằng 3 bình, thì khi đó nó sẽ là m bình cộng 6 m cộng 9 trừ 2 m trừ 5 là bằng m bình cộng 4 m. Đây là một cái hình thức bậc hai khá là đẹp, đó là hình thức đẹp, đó chính là m cộng 2. Đấy. Như vậy là delta phải của m cộng 2 trên cạnh phương thì để đáng nhắc một cái sai lầm các bạn hay mắc phải trong cái dạng toán này, đó là chúng ta nghĩ rằng là cái phương trình này luôn có nghiệm hai nghiệm phân biệt với mọi m. Tuy nhiên là có một giá trị đặc biệt làm nó không có nghiệm phân biệt, đó là âm 2. Chính vì vậy mà chúng ta loại trừ cái giá trị m đó để phương trình có hai nghiệm phân biệt. Thì delta phải lớn hơn không? Đấy. Từ đây ta suy ra được là m cộng 2 tất cả phải lớn hơn không. Cái này nó chỉ có một cái giá trị là m chúng ta chú ý một điều là trong một số bài người ta yêu cầu là tìm phương trình để phương trình tìm m để phương trình có hai nghiệm thì có thể là hai nghiệm này không phân biệt, tức là có thể có nghiệm kép và nó vẫn có thể có giá trị là bằng. Thế mà trong những trường hợp thì chúng ta có là nó sẽ có hai phương trình này nó sẽ có nghiệm với mọi giá trị của m. Đấy. Vậy thì với m khác âm 2 thì chúng ta có quyền áp dụng hệ thức gì ạ? Hệ thức của định lý viết là dễ dàng, nó tính được x1 cộng x2 bằng trừ b trên a và thay số vào nó là bằng 2 m cộng 3 và x1 nhân x2 bằng c trên a bằng 2 m cộng 3. Để thuận lợi cho việc tính toán sau này thì thầy giáo đánh đây là hệ thức thứ nhất và đây là
bản là chúng ta xử lý rất là nhanh. Đấy, thì cái thang điểm thì thông thường là đến đây thì chúng ta có thể được 0,25 điểm em. Đấy, em làm cẩn thận chúng ta có thể được 0,25 điểm. Chính vì vậy mà những học sinh mà yếu thì chúng ta đừng có từ bỏ cái bài này, mà chúng ta cố gắng làm đến phần này cũng được đến phần nào. Thế thì quan trọng là bây giờ chúng ta phải khai thác cái này, cái đề bài mà đề bài, cái hệ thức mà đề bài phải ra, theo bài ra ta có là x1 bình thường cộng 3x1 bình 2, và thầy giáo sẽ lột là 3x2 bình thường trừ 4x1 bình 2 bằng x1 trừ bình 2. Đấy, ta sẽ nghiên cứu khai thác kỹ cái biểu thức này. Đấy, thì theo bài ra x1 bình phương cộng 3x2 bình phương trừ 4x1 trừ 4x2. Thế thì bài này chúng ta sẽ có nhiều cái hướng để chúng ta có thể khai thác được. Thế thì cái hướng đầu tiên đó là cái hướng mà chúng ta phân tích hình nhân tử. Điều kinh nghiệm của thầy, nếu như cái biểu thức mà nó ra mà nó không đối xứng này, không đối xứng thì chúng ta sẽ nghĩ đến ngay cái việc và phân tích ra được hình nhân tử. Thì biến đổi biểu thức này ta sẽ thấy rằng là chúng ta có thể dùng phương pháp tách hàm tử ra x1 bình trừ x1 bình 2 tách trừ 4 x1 bình 2 ra trừ 3 x1 bình 2 cộng 3 bình 2 bình 4, chúng ta chuyển vé luôn tương đương với x1 trừ x2 x1 thừa số lấy 1 trừ 2 trừ 3 x2 1 trừ 2 trừ 1 trừ 2. Và đến đây chúng ta thấy ngay là có nhân tử đúng là x1 trừ x2 thừa số là x1 trừ 3 x2 trừ 1 không. Đấy, thế thì nó có hai trường hợp xảy ra. Tuy nhiên chúng ta để ý ngay đến x1 bằng x2, cái này gọi vì sao đây? Vì là phương trình có hai nghiệm phân biệt thì hai nghiệm này nó phải khác nhau. Cái trường hợp này chúng ta gọi này. Và trường hợp thứ hai là x1 trừ 3 x2 bằng 1. Đấy, ta sẽ đặt đây là cái thứ ba. Thế thì chúng ta đã đưa cái bài toán cái biểu thức phức tạp thành một cái biểu thức đơn giản hơn là biểu thức số 3 này. Thế thì chúng ta sẽ kết hợp từ 1 và 3, chúng ta sẽ suy ra được một cái hệ phương trình là x1 cộng x2 bằng 2m cộng 6 và x1 nhân x2. Thì đó xin lỗi các bạn, x1 trừ 3 x2 bằng 1. Đấy, thế thì công việc của chúng ta bây giờ là chúng ta giải được cái hệ phương trình này. Hệ phương trình này là hệ phương trình có tham số. Đấy, thì tuy nhiên là cái tham số nó chỉ nằm ở phía bên phía phải này thì không đáng ngại. Đấy, thì chúng ta sẽ trả như bình thường thôi, chúng ta sẽ nhân thì 1/3 thì ta được là 3x1 cộng 3x2 bằng 6m cộng 18 và x1 trừ 3x2 bằng 1, và sẽ làm tính ra sẽ cộng lại 4x1, vậy x1 sẽ bằng 6m cộng 19 trên 4, và thay vào x2 sẽ bằng là 2m cộng 6 trừ đi 1, tức là trừ đi 6m cộng 19 trên 4. Đấy, do đó là ta tính ra được là ngay x1 sẽ bằng 6m cộng 19 trên 4, và x2 sẽ bằng 428, 8m là trừ 6m là 2m, 4624 trừ 19 là cộng 5 trên 4. Đấy, như vậy là chúng ta tính ra được x1, x2 thì cơ bản là chúng ta đã hoàn thành cái bài toán này 80%. Việc bây giờ chúng ta sẽ tìm ra m. Thì làm sao để chúng ta tìm ra m đây? Thì chúng ta thay vào cái hệ thức thứ hai này. Đấy, thay vào 2 ta sẽ được một cái hệ thức chỉ có m thôi. Ta
ta được là gì? X1 nhân x2 bằng 2m, 2m cộng 5. Đấy, từ đây suy ra là 6m cộng 19 trên 4 này nhân với 2m cộng 5 trên 4 này bằng 2m cộng 5. À, rất là may mắn các bài này ta sẽ thấy xuất hiện nhân từ trung ngay là 2m cộng 5. Ta chuyển thế và đặt ra ngoài 6m cộng 19 nhân với 2m cộng 5 trên 16 bằng 2m cộng 5. Chúng ta lại tiến hành đặt hình này thôi. Hai cái giá trị này để thỏa mãn cả các em ạ.